Người dân bản làng ABI châu Phi mừng rơi nước mắt khi lính mũ đồi xanh Việt Nam mang lại những thay đổi thần kỳ cho nơi đây. Mến chào các bạn đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, xưa nay thì một bộ phận người Trung Quốc vẫn thường trực một nỗi băn khoăn rằng cũng là lính như nhau, vậy cớ sao người dân châu Phi lại yêu quý lính Việt Nam, ngược lại thì rất ghét bỏ lính Trung Quốc thế nhỉ? Họ cảm thấy đây là một sự thật vô cùng khó hiểu, thậm chí là còn đồng loạt đăng bài bức xúc, tự hỏi có phải Việt Nam chơi chiêu gì hay không mà có thể mê hoặc cả cộng đồng châu Phi đến như thế. Thì ngày hôm nay, bằng chứng đã rõ rành rành, thêm một lần nữa, những người con đất Việt đã khiến cho châu Phi lặng người rơi nước mắt. Người nước khác thì vỡ lẽ ra mà tâm phục khẩu phục. Vậy những hoạt động mới nhất của mũ nồi xanh Việt Nam là gì? Việt Nam đã mang lại những thay đổi thần kỳ như thế nào cho vùng đất cằn cỗi châu Phi? Hãy cùng với mình tìm hiểu nhé! Cách đây không lâu, Việt Nam đã đưa lực lượng lớn với hơn 200 quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình ở Liên Hợp Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên đội công binh Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại ABI và Nam Sudan. Tại đây, mỗi người phụ trách một nhiệm vụ khác nhau. Các anh kỹ sư bận rộn với máy móc và các bản vẽ thiết kế cho những chặng đường, những công trình sắp triển khai nhiệm vụ. Các y bác sĩ, dược sĩ của Bệnh viện Dã chiến cấp 1 đang gấp rút triển khai trang thiết bị y tế, lắp đặt dược phẩm để sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo đảm y tế cho toàn đội tại doanh trại, cũng như là đảm bảo y tế cho nhiệm vụ khẩn cấp khi có lệnh. Những chị em bếp nuôi quân, tay dao, tay thớt với những bữa ăn bình dị của văn hóa người Việt, nhưng luôn đầy đủ dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe cho bộ đội. Tất cả ấm áp như ở quê nhà Việt Nam. Mới đây, đội công binh Việt Nam vừa rồi đã phối hợp với lực lượng Pakistan để tổ chức hoạt động ý nghĩa, khám bệnh và phát thuốc từ thiện tặng cho nhân dân, phụ nữ, trẻ em tại khu vực chợ Amiens ở ABI. Với tinh thần lương y như từ mẫu, không phân biệt màu da, chủng tộc, các y bác sĩ thuộc đội công binh đã nỗ lực cố gắng phát huy tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình. Trong khoảng thời gian hơn 5 giờ đồng hồ đã hướng dẫn, thăm khám cho 168 lượt phụ nữ và trẻ em người bản địa. Qua khám, phát hiện nhiều người đã mắc căn bệnh mãn tính, bệnh truyền nhiễm như là viêm phế quản mãn tính, viêm kết mạc mãn tính, viêm khớp, viêm da cơ địa, sốt rét, chốc ở trẻ em. Và đặc biệt là còn có nhiều người mắc bệnh một số căn bệnh đơn giản nhưng do không được chăm sóc y tế đã trở nặng như là viêm da nhiễm trùng, áp xe tuyến vú, viêm tai giữa, v.v. thì nay đã được trợ cấp thuốc để điều trị. Cư dân mạng khắp thế giới đã đồng loạt đăng bài tán dương, dành lời khen ngợi, biểu dương cho lực lượng của Việt Nam. Còn gì sung sướng bằng đúng không nào? Và mình đã đọc được những dòng bình luận chứa tràn đầy cảm xúc như thế này đây. Các chiến sĩ của Việt Nam hay quá, cầu mong cho châu Phi ổn định, phát triển, dân lao động và trẻ em châu Phi ngày càng ấm no hơn để không phụ lòng yêu thương của những người Việt Nam anh hùng. Các bạn đã mang mùa xuân đến đây thêm một lần nữa và tạo nên nét đặc sắc, sự tươi mới cho vùng đất nghèo châu Phi. Chúng ta là một gia đình ấm áp, vui tươi, mãi mãi yêu một màu xanh hòa bình. Cảm ơn Việt Nam! Bộ đội Việt Nam đem đến kiến thức cho trẻ em, cứu chữa bệnh nhân và người dân bản địa nên được mọi người yêu mến, một tình cảm quá là cao đẹp. Mình cũng rất xúc động khi xem những hình ảnh dễ thương hôm khám bệnh ấy. Dưới đây là những hình ảnh đẹp mà lực lượng mũ nồi xanh đã làm trong ngày ý nghĩa như vậy. Với sự thân tình, ấm áp này thì ngay bây giờ mời các bạn hãy cùng với mình chiêm ngưỡng nhé! Vâng, đây là hình ảnh phụ nữ công binh Việt Nam mặc áo cờ đỏ sao vàng và áo dài Việt Nam rạng rỡ nở nụ cười đón phụ nữ, trẻ em ở khu vực chợ Amiens đến thăm khám bệnh. Tiếp đến là hình ảnh nhiều chị em phụ nữ đội công binh đã bày tỏ sự thân thiện, cởi mở tấm lòng với phụ nữ, trẻ em ngay từ giây phút đầu gặp gỡ. Còn đây là khuôn mặt vui tươi của phụ nữ, trẻ em địa phương được đội công binh Việt Nam tận tình thăm khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Tại đây luôn luôn có những cuộc trò chuyện thân tình với người dân bản địa để tạo sự ấm áp và gần gũi. Cũng thật tự hào khi sắc cờ đỏ sao vàng được người phụ nữ công binh diện trong ngày diễn ra hoạt động tình nghĩa ấm áp này. Mới đây, Bộ đội Công binh Việt Nam đã thực hiện hóa ước mơ của người dân, xóa mờ nỗi ám ảnh của người dân ABI khi bị sa lầy, mắc kẹt giữa rừng. ABI là vùng đất bằng phẳng, không có đồi núi nhấp nhô như ở Việt Nam, nhưng trời mưa to sẽ bị ngập nước, các tuyến đường bộ gần như là bị tê liệt. Một số tuyến đường đã trở thành những con đường chết, không thể hoạt động được trong mùa mưa. Mỗi khi mùa mưa tới, các tuyến đường lầy lội, trơn trượt, các phương tiện giao thông thường xuyên bị sa lầy, mắc kẹt nhiều ngày và đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhân viên Liên Hợp Quốc và người dân bản địa, nhất là lực lượng tuần tra bảo đảm an ninh, an toàn cho khu vực ABI. Hơn nữa, thời tiết ở ABI đang trong mùa mưa, gần như là ngày nào cũng có mưa hết. Nhiều trận mưa rất là to, cộng với địa hình bằng phẳng, nước không thể thoát được. Nhiều đoạn đường bị ngập trong nước, nhiều khi nhiều phương tiện đi qua sẽ trở nên lầy lội.
Để giữ nguyên huyết mạch giao thông, đội công binh đã tổ chức 3 tổ cơ động thường xuyên túc trực trên tuyến đường, sẵn sàng sửa chữa, khắc phục những đoạn đường lầy lội sau mỗi trận mưa, nhất là những đoạn đường yếu. Và sau thời gian 20 ngày triển khai tổ chức thi công, thì đội công binh Việt Nam đã đào đắp, bù lấp, san gạt với tổng chiều dài gần 10 km. Khối lượng đất đá bù lấp, nâng cốt nền đường hơn 1.000 mét khối, khơi thông trên 12 km mương thoát nước. Đến nay, cơ bản những đoạn đường xuống cấp lầy lội, sạt lở đã được sửa chữa, khắc phục, bảo đảm giao thông thông suốt trong sự vui mừng khôn tả của người dân. Khắp các trang mạng xã hội, hàng loạt những video, bài viết được đăng tải từng phút. Tất cả cũng không đủ để nói hết được những chiến công mà đội công binh đã làm được. Nhân dân Việt Nam vẫn ở đây, chung sức chung lòng để rồi trở thành hậu phương vững chắc để những người lính vững vàng làm nhiệm vụ. Mình đã đọc được những dòng bình luận của các bạn Việt Nam, dường như là ai ai cũng không giấu nổi niềm xúc động như thế này. Ở bất kỳ nơi nào trên khắp quả đất, chân thành, không vụ lợi và toan tính, đó chính là phẩm chất của bộ đội và con người Việt Nam. Tôi rất tự hào về những người lính Việt Nam. Chỉ có Việt Nam mới đem lại tình thương và gieo mầm sự sống ở mọi nơi mà không phân biệt sắc tộc hay là màu da. Xin chúc các anh các chị thật nhiều sức khỏe, hoàn thành sứ mệnh cao đẹp của mình. Việt Nam mãi mãi yêu thương những con người tuyệt vời như thế. Một cường quốc không chỉ giàu có về tiềm lực kinh tế mà còn giàu cả tình người, yêu hòa bình và sẵn sàng cứu mang những kẻ yếu thế. Nhìn xem bản làng nghèo nàn năm ấy đã thay đổi như thế nào. Những cỗ máy, những trang thiết bị công binh công trình sừng sững, hùng hậu được bố trí gọn gàng, đúng quy hoạch đã toát lên sức mạnh công binh công trình của Việt Nam. Những chiếc xe mắc kẹt dọc đường, phơi thân giữa trời giông bão nhiều ngày trời đã không còn nữa. Đoàn xe, trang thiết bị cùng với đó là những người chiến sĩ công binh tiên phong của chúng ta, nhờ vậy mà luôn sẵn sàng lên đường khi có bất cứ tình huống cứu hộ cứu nạn nào. Và đặc biệt, một hình ảnh thân thiện tựa như làng quê Việt Nam, đó là những luống rau được vun trồng tượng trưng cho những cánh đồng nhỏ mang màu xanh hòa bình đến với miền đất ABI. Những khu vườn hoang này đã bắt đầu được quy hoạch và canh tác. Những mầm cây nhỏ đã bắt đầu vươn mình chui ra khỏi mảnh đất cằn cỗi này. Chẳng bao lâu nữa, những vườn rau xanh mướt, những ao rau muống mơn mởn sẽ không chỉ tô điểm cho sự gọn gàng, chính quy của doanh trại để nuôi dưỡng những cán bộ công binh của ta có sức khỏe tốt để họ hoàn thành sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Sau mỗi lần thành công là những tràng vỗ tay cổ vũ, những cái bắt tay cảm mến, những câu nói thank you Việt Nam vang lên. Bởi nếu không cứu hộ kịp thời thì họ sẽ mắc kẹt ngoài rừng không điện, không nước, không đồ ăn và đặc biệt là vấn đề an ninh an toàn. Trước nạn cướp của giết người diễn ra thường xuyên, mỗi một cung đường được hoàn thành, mỗi lần cứu hộ thành công đều thấm đẫm những giọt mồ hôi của người chiến sĩ công binh Việt Nam. Đó là những giọt mồ hôi của niềm vinh dự, tự hào được cống hiến, được góp sức nhỏ bé vào sứ mệnh hòa bình và hạnh phúc của người dân nơi đây. Những thành công bước đầu là động lực to lớn để đội công binh Việt Nam tiếp tục giành thêm nhiều chiến công trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tô thắm thêm truyền thống mở đường thắng lợi của bộ đội công binh Việt Nam anh hùng. Những kết quả đó còn thể hiện giá trị sức mạnh của tập thể, sức mạnh của tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết, sức mạnh của ý chí, nghị lực và tinh thần dũng cảm, thể hiện khả năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và cơ giới hóa của công binh Việt Nam, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, mở đường thắng lợi của bộ đội công binh Việt Nam anh hùng tiếp tục tỏa sáng trên mảnh đất ABI. Các bạn có những cảm nhận như thế nào sau khi xem xong video này? Nhanh tay bình luận bên dưới cho mình biết với nhé! Các bạn thân mến, và ngày hôm nay thì chúng ta dừng lại ở đây thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành. Và đừng quên like, share, đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam nhé! Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau!